Y tế nói gì trước thông tin nữ nhân viên Samsung lây HIV cho nhiều người? Ngày 26 tháng 7, trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram, xôn xao thông tin liên quan vụ cô gái trẻ có tên CTG, người được cho là nhân viên Samsung Electronics Thái Nguyên, đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên, chủ yếu là các nhân sự quản lý của công ty này. Mặc dù thông tin này chưa hề được kiểm chứng, xác thực, nhưng đã có rất nhiều người dùng mạng chia sẻ với mục đích câu tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, các bài đăng này còn đính kèm hình ảnh của người phụ nữ cùng danh sách những người có liên quan, kèm kết quả xét nghiệm HIV/AIDS. Đáng nói, sau khi danh sách này được chia sẻ trên mạng xã hội, đã gây hoang mang dư luận. Không ít người bày tỏ băn khoăn về việc tính bảo mật thông tin khi xét nghiệm HIV, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống HIV/AIDS. Trao đổi với báo Công Thương, thạc sĩ, bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế cho biết, người dân không nên quá lo ngại về tính bí mật xét nghiệm HIV. Hệ thống pháp luật quy định rất chặt chẽ đối với vấn đề liên quan đến xét nghiệm HIV. Luật phòng chống HIV/AIDS đã quy định rất rõ về vấn đề này. Theo ông Sơn, chỉ những nhân viên y tế được biết kết quả xét nghiệm HIV mới được thông báo kết quả cho người nhiễm, bao gồm người trực tiếp tư vấn xét nghiệm HIV, người tham gia vào quá trình điều trị ARV cho người nhiễm HIV hoặc cơ quan giám sát dịch tễ học HIV. Theo quy định của pháp luật, những người đó không được tiết lộ thông tin của người nhiễm HIV cho người khác. Hệ thống quản lý dữ liệu được bảo đảm tuyệt đối, không phải ai cũng tiếp cận được với thông tin người nhiễm HIV. Chúng tôi đã phổ biến quy định này xuống tất cả nhân viên y tế các cấp. Nếu ai cố tình làm lộ thông tin người nhiễm HIV sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ. Như vậy, việc đảm bảo thông tin người nhiễm HIV trong các cơ sở y tế là tuyệt đối. Thạc sĩ, bác sĩ Võ Hải Sơn nhấn mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng khuyến cáo, người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo để không bị nhiễu thông tin và hoang mang, lo sợ. Mặt khác, đối với những kẻ xấu lợi dụng trang mạng xã hội để đưa tin thất thiệt nhằm phá hoại sản xuất và kinh doanh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, thì chúng ta cần sớm ngăn chặn và có biện pháp xử lý cứng rắn.